Chào bạn. Bạn nghe thấy âm thanh như nhỉ? Alo. Rồi ạ. Thì hôm nay thì trò chúng ta lại quay trở lại với một tổ chức thi công đúng không? Chúng ta được nhà trường phân công cho là phụ đạo 4 buổi. Nhưng mà tuy nhiên là thầy cũng chẳng biết là bây giờ phụ đạo các bạn như thế nào cho nó hết 4 buổi đây. Thì chúng ta tinh thần thì là chắc các bạn cũng nắm được cái các bạn đang nhìn thấy slide thầy không nhỉ? Hay là nhìn đang nhìn thấy cái gì nhỉ? Thầy đang xem cái gì? Các bạn đang nhìn thấy cái gì nhỉ? Thấy slide. Thế thì về cơ bản thì những cái nội dung mà thầy trò mình đã trao đổi với nhau thì trong cái lúc mà học online thì về cơ bản tất cả những cái nội dung của môn học này, lý thuyết môn học rồi bài tập, hình như lớp mình cũng đã làm bài kiểm tra giữa kỳ rồi đúng không? Alo? Alo? Chưa thầy. Chưa, lớp mình chưa làm bài kiểm tra giữa kỳ à? Chưa. Chưa. À. Thế thì tốt quá rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ, trong mấy buổi kiểm phụ đạo này chúng ta sẽ bố trí một buổi chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ thôi. À. Có thể cái tưởng lớp mình là kiểm tra rồi chứ nhỉ? Chưa thầy ạ. À thế à, ok, thế được rồi. Thế thì có khi để buổi thứ năm đi. À. Buổi thứ năm chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ. Buổi thứ năm chúng ta có hai buổi đúng không? Là buổi thứ ba là sáng nay và buổi thứ năm là vào tiết 4. Thì hoặc không nữa thì để thứ năm tuần sau đúng không, để thứ năm tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ, còn thứ ba tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ, còn thứ ba thứ năm này chúng ta thì cho chúng ta sẽ phụ đạo đúng không, còn thứ ba tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ để lấy điểm quá trình. Anh em thống nhất như thế không? Alo. Thế cũng được ạ. Vâng ạ. Tại vì mục đích của cái đợt phụ đạo này nó là thứ nhất là để các thầy cô làm việc với các bạn nếu mà chưa kiểm tra đúng không, giữa kỳ thì sẽ thực hiện kiểm tra giữa kỳ, còn nếu mà đã kiểm tra giữa kỳ rồi thì sẽ ôn tập cho các bạn. Thế thì lớp chúng ta thì cho chúng ta sẽ làm cả hai nội dung, đó là thứ ba thứ năm tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi lại một số những nội dung liên quan đến môn học. Cái thứ hai là vào thứ ba tuần sau thì thầy cho chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ để lấy điểm quá trình. Thì thống nhất anh em là như vậy. Thế thì chắc các bạn cũng biết rồi, tinh thần thì các bạn thì hầu hết các bạn bây giờ đã xong thực tập, xong còn cũng đã có danh sách hướng dẫn đoán tốt nghiệp rồi đúng không? Mà tuy nhiên thì các cái môn của kỳ 2, kỳ 3 thì chúng ta vẫn chưa giải quyết được xong. Thì tinh thần thì chắc các bạn nắm được rồi, đó là chúng ta sẽ thi online. Thế thì cái môn học tổ chức thi công này thì cũng tất cả các môn của môn công nghệ và quản lý xây dựng, trong đấy có môn tổ chức của chúng ta thì tinh thần là chúng ta sẽ thi theo hình thức tự luận trực tuyến. Tức là các bạn sẽ đến cái thời gian thi thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái phòng thi. Sau đấy thì các bạn sẽ làm bài theo cái thời gian quy định. Ví dụ như tổ chức thi công thì chúng ta sẽ làm trong 90 phút. Các bạn sẽ làm bài tự luận với cái đề tự luận hoàn toàn mới. Các thầy các cô thì đang chuẩn bị cái đề tự luận cho các môn học của bộ môn thi công rồi. Thì tinh thần là chúng ta sẽ làm một cái đề tự luận hoàn toàn mới, và các cái đề đó thì nó cũng gồm có hai phần chính đúng không? Một là phần lý thuyết liên quan đến tất cả mấy cái nội dung mà chúng ta đã học, tất nhiên là tùy theo mức độ khó dễ của cái đề bài tập thì cái số lượng câu hỏi và
cái mức độ khó dễ của câu hỏi tự luận nó sẽ khác nhau. Thế thì cái phần tự luận, cái phần lý thuyết thì các thầy cô sẽ hỏi những câu hỏi tự luận và trên tinh thần là những câu hỏi mở. Đó, các bạn được phép sử dụng tài liệu và sẽ căn cứ vào những kiến thức, nội dung, lý thuyết mà các thầy cô đã dạy các bạn. Rồi các bạn có thể tra cứu đâu đó tùy các bạn, nhưng mà biết làm sao đấy các bạn trả lời được những cái câu hỏi nó mang tính chất gọi là phân tích tổng quát. Rồi nói chung là nó cũng phải có tư duy một chút, đúng không? Chứ không kiểu như chép sẵn ở trong tài liệu, chép sẵn trong bài giảng, rồi chép sẵn trong sách là xong. Và đại ý là các thầy cô sẽ hỏi theo cái tinh thần nó là những cái câu hỏi mang tính chất là các bạn phải tổng quát được lý thuyết, nhưng rồi phân tích một vấn đề lý thuyết nào đấy, đúng không? Thầy lấy ví dụ thôi, đúng không? Ví dụ như kiểu là người ta có thể hỏi chung chung theo cái kiểu giống như là cái kiểu như trình bày các cái mục đích để mà lập tiến độ này, đúng không? Rồi là thế thì vai trò cái việc lập tiến độ trong quản lý dự án như thế nào, đúng không? Thế rồi là những cái công cụ để điều chỉnh tiến độ thì đánh giá cái mức độ hiệu quả của các công cụ đó, kiểu kiểu như vậy. Nhưng nó không đơn thuần là chỉ là những cái câu hỏi mang cái tính chất là nhớ lại thì kiến thức đã được học giống như nội dung đã thi trước ngày xưa, mà bây giờ là nó sẽ là những cái câu hỏi mang tính chất mở. Các bạn được phép sử dụng tài liệu và phải hiểu vấn đề, đúng không? Thì mới phân tích được. Thế thì đó là về cái câu hỏi lý thuyết là như thế. Thế còn bài tập thì chúng ta vẫn có hai cái dạng bài tập chính thôi, hai cái nhóm bài tập chính. Đó là một là những cái nhóm bài tập liên quan đến dây chuyền, sơ đồ xiên, và nhóm bài tập thứ hai đó là liên quan đến sơ đồ mạng, tính toán sơ đồ mạng. Thế thì về cơ bản là hình thức thi của chúng ta là như vậy. Thế thì các bạn sẽ đăng nhập vào phòng thi theo quy định do phòng đào tạo cấp phòng theo đúng cái thời gian thi như bình thường. Sau đấy thì các bạn làm bài. Nói chung sẽ có một hướng dẫn và một cái quy định cụ thể của từ phía nhà trường cũng như từ khoa, từ bộ môn. Nhưng mà tinh thần chung thì giống như nội dung thầy vừa nói thôi. Không, đó là chúng ta sẽ thi tự luận trực tuyến như vậy. Các bạn viết làm bài lên cái tờ giấy thi, đúng không? Sau đấy thì các bạn sẽ có cái thời gian để scan hay là chụp lại cái tờ cái bài làm viết tay đấy của các bạn. Sau đấy thì các bạn sẽ upload nó lên CMS, đúng không? Theo đúng cái thời gian quy định. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như thầy đấy, ví dụ như là lớp chúng ta thi lúc 7 giờ, đúng không? Làm 90 phút phải đến 8 giờ 30. Sau đấy thì có khoảng 10 đến 15 phút. Tức là từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40 hoặc 8 giờ 45 chúng ta sẽ upload cái bài làm viết tay của các bạn đấy lên CMS. Còn sau cái thời gian đấy thì coi như là các bạn không nộp bài, kiểu nó là như vậy. Đấy, quy trình sơ bộ nó là như thế. Còn tất nhiên là để mà phục vụ cho cái việc thi này thì nhà trường, phòng đào tạo, rồi khoa, rồi bộ môn sẽ có cung cấp cho các bạn một cái quy trình và các bạn sẽ dựa vào cái quy trình đấy để các bạn thực hiện. Nhưng mà về cơ bản thì có mấy cái nội dung như cái thầy vừa nói rồi, đúng không? Một là về hình thức thi là tự luận trực tuyến. Hai là thời gian thi thì vẫn giống như thời gian thi của các cái môn giống như chúng ta thi ở trên giảng đường. Ba là câu hỏi mở, đúng không? Để các bạn vẫn có thể sử dụng tài liệu được. Các thầy các cô cũng không phải kiểm soát các việc các bạn gian lận trong thi cử. Cái thứ tư đó là riêng với môn học tổ chức thi công thì nó có hai phần là lý thuyết và bài tập. Lý thuyết thì thầy sẽ tổng quát lại một chút trong mấy phần trong mấy buổi phụ đạo này. Còn bài tập thì vẫn cơ bản giống như thầy trò mình đã trao đổi, tức là có hai nhóm bài tập liên quan đến dây chuyền và sơ đồ mạng. Còn về hình thức thi và nộp bài thì là như cái thầy vừa nói đấy, các bạn viết tay bài làm, sau đấy scan bài làm và nộp lên trên CMS. Cơ bản là thế thôi. Thế còn về lịch thi thì chắc là các bạn cũng nắm được sơ bộ rồi. Chúng ta sẽ thi cho học kỳ 2 và học kỳ 3 trước, sau đấy thì đến học kỳ 1 năm vừa rồi.
các bạn thì về đa phần là chúng ta chỉ chủ yếu là kỳ 2, kỳ 3 năm vừa rồi thôi, chứ còn học kỳ 1 năm nay thì gần như các bạn xong hết rồi đúng không, chỉ còn mỗi thực tập cán bộ kỹ thuật thì các bạn giải quyết xong rồi. Đấy thì tinh thần là như vậy. Thế còn dưới góc độ của thầy thì trao đổi với các bạn về cái phụ đạo ấy, thì thầy tinh thần là thầy sẽ trao đổi với các bạn nói chung là cũng tổng quát lại một chút về cái phần lý thuyết. Vâng, sau đấy thì thời gian còn lại thầy trò mình sẽ cùng nhau trao đổi về cái phần bài tập. Vâng. Thì các bạn có thắc mắc gì về mấy cái nội dung thầy vừa trao đổi không nhỉ? Sau đấy thì thầy trò mình sẽ cùng nhau trao đổi tiếp. Hello. Dạ em thưa thầy ạ. Ừ em hỏi đi. Trong phần lý thuyết thì lúc mà thi thì sẽ có vấn đáp hả thầy? Không. À, các môn của bộ môn thi công thì không vấn đáp. Chỉ vấn đáp nếu chỉ vấn đáp đó là trường hợp dự phòng thôi. Đó là khi mà các thầy các cô chấm bài của các bạn ấy mà thấy nó nghi ngờ về cái tính trung thực của các bạn trong quá trình làm bài, ví dụ các bạn chép tài liệu quá là thô thiển rồi các bạn chép bài của các bạn khác. Không? Thấy khi mà chấm bài thấy nó quá là giống nhau, đã là đề mở rồi, đã là đề tư duy rồi mà lại còn giống hệt nhau nữa, thì nếu mà trường hợp như thế thì các thầy các cô sẽ vấn đáp bổ sung tất cả những cái bạn mà bị trùng nhau như thế. Ví dụ như ba bạn mà trùng bài giống hệt nhau như vậy thì cả ba bạn đấy sẽ phải vấn đáp lại vào một buổi khác. Và tất nhiên là vấn đáp lúc đấy thì cái điểm nó là điểm vấn đáp hoàn toàn dựa trên cái bài làm của các bạn, mà chắc chắn là điểm lúc đấy nó sẽ thấp hơn so với điểm ban đầu, đúng không? Cho nên do đó là các bạn cũng đã để đề mở rồi, đã để tự luận trực tuyến theo cái hình thức mà để cho các bạn thoải mái có thể sử dụng tài liệu để mà có thể làm bài một cách tư duy phân tích một chút, mà các bạn còn làm giống nhau như thế nữa thì lúc đấy thì mới phải vấn đáp thôi. Còn lúc thi thì gần như 90 phút hay là 60 phút là các bạn cứ ngồi là mở cam lên, sau đấy thì các bạn cứ ngồi các bạn viết thôi. Rồi các bạn cứ làm bài các bạn thôi, đến hạn đến thời điểm nộp bài thì các bạn nộp bài thôi, chứ không có vấn đáp gì trong quá trình thi đấy cả. Chỉ vấn đáp là vấn đáp bổ sung nếu có nghi ngờ gian lận, nếu có nghi ngờ về tính trung thực trong quá trình làm bài tự luận thì mới thực hiện vấn đáp thôi. Chứ còn lúc đi thi bình thường thì là không có vấn đáp. Ok chưa nhỉ? Vâng ạ. Tức là không có cái vấn đáp không vấn đáp giống như kiểu đồ án với lại giống như thực tập cán bộ kỹ thuật vừa rồi đâu. Mà hoàn toàn là thi tự luận thôi, thay vì các bạn ngồi trên giảng đường thì các bạn ngồi ở nhà các bạn làm. Sau đấy các bạn nộp bài lên trên SMS. Nên do đó là các bạn có thể cài sẵn mấy cái phần mềm dùng để scan ấy. Cài sẵn đi. Để lúc mà thi thì chúng ta cứ thế mà làm bài xong thì là scan thành file PDF và gửi cho thầy cô lên SMS, thế là xong rồi. Được chưa nhỉ? Vâng ạ. Rồi anh em có hỏi cái gì nữa đi các bạn. Rồi các bạn hỏi cứ hỏi đi, cứ tự do thoải mái thôi, vì thời gian này là thầy được yêu cầu rồi để ngồi giải đáp cho thắc mắc của các bạn à. Nên các bạn cứ hỏi đi. Thế có mấy câu bài tập hả thầy? Mấy câu bài tập thầy cũng chưa nhìn cái đề của bộ môn làm nên là thầy không biết đấy. Thầy dạy tổ chức thi công nhưng mà lần này phân công thì lại thầy làm đề môn khác, nên là các thầy các cô khác lại làm đề môn tổ chức thi công cho nó gọi là độc lập, khách quan, nên là thầy cũng chưa nắm được là bài tập nó như thế nào, thế còn lý thuyết như thế nào. Chắc là cũng để tránh cho các thầy các cô mà đang dạy tổ chức thi công trả lời những cái câu như vừa rồi đúng không? Lỡ mà các thầy dạy xong các thầy lại ra đề nữa, làm ra là lỡ các thầy các cô lại bị học trò mua chuộc giống như các bạn vừa rồi, các bạn gài gài thầy một lúc thầy khi lại lộ mất đề thì chết đúng không? Nên là
nên là bộ môn phân thì các thầy cô dạy môn khác thì lại làm chuẩn bị đề tổ chức thi công, còn thầy thì lại chuẩn bị đề môn khác. Nhưng mà nói chung là cũng không quá phức tạp đâu, nó về tinh thần rồi cũng đã trao đổi chung ở bộ môn rồi, tinh thần nó là đề bài tập thì vẫn cơ bản giống với những cái nội dung, với những cái phần nội dung mà thầy trò mình đã trao đổi trong cái môn học ấy, trong thời gian mà lúc nào học online ấy, đúng không? Thì tí nữa thầy sẽ nhắc lại về những nội dung đấy, đúng không? Người chúng ta cũng có thể ôn tập trên một số những cái dạng đề bài đấy, mà những cái dạng đề bài đấy các bạn đã làm quen rồi thì sau thi cũng quanh quẩn mấy cái dạng đấy thôi, mà có thì chắc là thay số hoặc thêm bớt công việc hoặc là thêm bớt một tên tinh thần là bớt, chứ còn thêm thì chắc là khó, vì là thời gian các bạn làm ngắn nên là chắc là tinh thần là các thầy cô cũng sẽ bớt đi một số công việc hoặc là bớt đi một số yêu cầu. Ví dụ như ngày xưa làm sơ đồ mạng yêu cầu là tính toán sơ đồ mạng xong rồi chỉ được găng đúng không, chuyển lên trục thời gian với biểu đồ nhân lực, thì bây giờ có thể là giảm bớt đi biểu đồ nhân lực kiểu thế. Thầy xin lỗi đi, thầy sẽ điện thoại. Alo. Các bạn, thầy xin lỗi đi nhé, cho thầy mấy phút, tại vì có một cái thầy bộ môn thầy cũng đang đăng nhập mãi không được, đang nhờ thầy. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi, chúng ta lại quay lại với bài học chúng ta. Thì lúc nãy thầy đang nói dở về cái phần gì nhỉ? Có bạn nào đang hỏi gì thầy đúng không? Bài tập đúng không? Thì bài tập thì lúc nãy thầy đang nói rồi, tức là tinh thần thì nó vẫn giống như những cái dạng bài tập mà thầy cho mình đã cùng nhau trao đổi trong cái lúc mà học online ấy.
Thế thì bài tập thì trong mấy cái buổi phụ đạo này thì thầy với các bạn cũng sẽ cùng nhau ôn tập lại đúng không? Số dạng bài tập đấy mà các bạn làm mấy cái dạng bài tập đấy là ok rồi đúng không? Nhưng vì tinh thần là vẫn những cái dạng bài tập đấy thôi, chỉ có làm thêm bớt một số yêu cầu nhưng mà đa phần là chúng ta bớt thôi. Đúng không? Còn các bạn đã làm mấy cái bài phân tích rồi thì phân tích lý thuyết rồi thì nó cũng hơi mất thời gian một chút, nên đâm ra là do đó là bài tập thì chắc là cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì quá lo lắng lắm đâu. Đại ý là chúng ta cứ ôn tập mấy cái dạng mà thầy trò mình đã cùng nhau trao đổi ấy, và sẽ ôn tập lại trong thời gian mấy buổi học này thì làm được thôi, không vấn đề gì đâu. Ok, các bạn nói gì nữa không nhỉ? Alo, alo. Không đấy. Cứ hỏi đi, cứ hỏi đi. Nếu mà còn ấy, còn thắc mắc gì nữa không? Thế thì nếu các bạn không hỏi gì thì thầy trò mình cùng nhau giải quyết hai nội dung đúng không? Một đó là hệ thống lại một chút về những cái nội dung liên quan đến lý thuyết. Sau đấy thì thầy trò mình sẽ dành thời gian để xem lại một số các cái dạng bài tập. Anh em có thống nhất với tinh thần làm việc như thế không nhỉ? Có có thể. Thế thì nói chung là về lý thuyết thì các bạn vẫn đang nhìn thấy slide thì chia sẻ đúng không? Có Ừ. có Thế thì thể ạ. bài giảng thì em đã gửi cho các bạn hết rồi đúng không? Các bạn có hết bài giảng trong tay rồi. Thế thì cái bài giảng đấy thì các bạn có thể sử dụng nó như một cái tài liệu để phục vụ cho cái việc ôn thi, rồi phục vụ cho cái việc thi cuối kỳ. Thế thì nói chung là thầy thấy cái việc mà thi tự luận trực tuyến đấy ấy, thì mọi người thì đúng là đòi hỏi tư duy một chút, rồi cũng đòi hỏi là cái việc các bạn cũng phải tổng quát, nên nhiều khi là cũng phải biết là nội dung đấy nó nằm ở đâu, để nhiều khi còn biết đọc để mà lựa ý để mà viết. Nhưng mà tinh thần thì để các bạn dở tài liệu như thế thì nó cũng tiện cho các bạn thôi đúng không? Rồi thậm chí bây giờ chúng ta còn ngồi làm bài, chúng ta còn tra Google nữa, nên ra là nó cũng khá là tiện, nên là thầy nghĩ là rồi chắc các bạn cũng sẽ xử lý ngon lành cả thôi. Và bây giờ ôn thì cũng chủ yếu là xem lại một chút để biết nó nằm ở chỗ nào, thế rồi là những cái nội dung đấy nó nói về những cái phần gì, thế rồi đến lúc thi gặp câu hỏi thì cứ thế mà mở ra rồi chúng ta xem một tổng hợp, viết lại lựa ý tìm ý để mà viết lại cho nó ổn thôi. Còn bài tập thì cũng nói chung bài tập cái phần tổ chức này nó cũng khá là dễ rồi, dạng bài nó rõ hết rồi, thầy nghĩ là cũng đơn giản thôi đúng không? Mang tiếng là gọi là thi online, lần đầu tiên thi lý thuyết online, nhưng mà tuy nhiên thầy nghĩ không quá căng thẳng lắm đâu đúng không? Anh em cứ chuẩn bị sẵn cái tâm tâm thế là vượt qua nó dễ dàng rồi, nhưng mà tất nhiên là không chủ quan. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng đừng nghĩ rằng là các bạn đã giải quyết xong cái thực tập, giải quyết xong cái đồ án, được phân đồ án tốt nghiệp rồi chắc chắn là mặc định là các thầy các cô sẽ phải phải cố gắng tìm mọi cách để cho các bạn qua, để cho nó hoàn thành hồ sơ. Là cái đấy là nếu mà suy nghĩ như thế là không phải để dọa đâu, nhưng nếu suy nghĩ như thế là sai lầm đấy nhá. Thì các bạn mà không hoàn thành các cái môn của học kỳ 2, kỳ 3 thì đồ án các thứ của các bạn cũng sẽ dừng rồi, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các bạn ấy. Nhưng không phải là bây giờ các bạn đã được giao đồ án tốt nghiệp rồi, xong thực tập là mặc nhiên là thầy công là phải cố gắng tìm mọi cách để cho các bạn tối thiểu phải qua được. Đấy, đừng nghĩ như thế nhá, để mà chủ quan. Đấy, thế thôi, rồi chúng ta quay trở lại với môn học của chúng ta. Thế thì về lý thuyết ấy, thì tất cả mấy cái chương của chúng ta học, chúng ta chia nó thành bốn cái nhóm chính, đúng không? Bốn cái nhóm lý thuyết chính. Một đó là những cái nhóm câu hỏi và những cái nội dung lý thuyết mà liên quan đến cái phần gọi là khái niệm về chuyên ngành tổ chức xây dựng, đúng không? Rồi lập tiến độ thi công. Đấy là cái nhóm lý thuyết thứ nhất mà các bạn sẽ học ở trong 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 câu hỏi thi, và nó chính là cái phần mà tương ứng với phần 1, phần 2 của thầy trò chúng ta đã trao đổi về lý thuyết, đúng không? Đó là những cái nội dung liên quan đến khái niệm về chuyên ngành tổ chức xây dựng này và lập tiến độ trong sản xuất xây dựng, đúng không? Ví dụ như là các bạn cũng phải nắm được về những cái khái niệm chung liên quan đến ngành sản xuất xây dựng,
cái sự khác biệt giữa ngành sản xuất xây dựng với sản xuất công nghiệp, đúng không? Giống và khác nhau, đúng không? Thế rồi là những cái đặc điểm của ngành sản xuất xây dựng, đúng không? Thế rồi là những cái xu hướng phát triển, mục đích của tổ chức sản xuất xây dựng, tất cả những cái nội dung đấy các bạn đều phải nắm được, đúng không? Thế rồi là liên quan đến khái niệm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng, đúng không? Bao gồm có những cái giai đoạn nào, mối quan hệ giữa các cái giai đoạn đấy, đúng không? Thế rồi trình tự thực hiện, thế rồi là các cái đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng đấy. Thế rồi là hay ví dụ đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng các bạn phải nắm được này, đúng không? Rồi các cái cách thức phân loại này, không? Quy trình, các bước hình thành của một dự án đầu tư xây dựng, từng cái nội dung trong trong các cái bước hình thành dự án đầu tư xây dựng này thì các bạn hiểu với từng nội dung, đúng không? Vai trò của các cái công việc, mục đích của thẩm định trong các cái bước này là để làm gì đấy, thì nắm một số những cái nội dung đấy, được chưa? Thế rồi là phân biệt các cái loại thiết kế có trong trong một vòng đời của một dự án đầu tư xây dựng thì có những nội dung thiết kế nào, phân biệt được thiết kế bản vẽ thi công rồi với thiết kế biện pháp thi công với thiết kế tổ chức thi công đấy, thì phân biệt những cái hình thức thiết kế đấy và vai trò mục đích của từng cái hình thức thiết kế đấy trong một cái vòng đời dự án đầu tư xây dựng, đúng không? Nó nằm ở giai đoạn nào, mục đích của các cái nội dung thiết kế đấy là để làm gì, đúng không? Cái sự giống và khác nhau, đúng không? Về đơn vị phải có nghĩa vụ lập các cái thiết kế đấy này, rồi nội dung của các cái bước thiết kế đấy là cái gì, đúng không? Đấy thì các bạn nắm lại những cái nội dung đấy cho thầy. Cái tiếp theo nữa đó là các bạn phân biệt cho thầy được các cái bước thiết kế, đúng không? Ví dụ như là thiết kế một bước, thiết kế hai bước, thiết kế ba bước. Tại sao lại phải có thiết kế một bước, thiết kế hai bước, thiết kế ba bước trong các cái loại nhóm dự án nào mà chúng ta cần phải thiết kế một bước, cần phải thiết kế hai bước, cần phải thiết kế ba bước, đúng không? Thế nên nội dung của thiết kế cơ sở phân biệt, nó phân biệt các cái nội dung của thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đấy. Thế thì chúng ta học thì cái này thì trong sách giáo trình của chúng ta cũng có rồi đấy, không? Bài giảng trong quá trình mà thầy đến lớp với các bạn thì thầy nói tất nhiên nó cũng chỉ mang tính chất tóm tắt thôi, thì trong giáo trình thì các bạn đọc thêm mấy cái phần này một chút, lưu ý cho thầy như vậy. Đấy, thì tất cả những cái nội dung này thì trong bài giảng thầy nói rồi, tất nhiên là anh em lúc mà đi thi thì chúng ta khi mà người ta đã yêu cầu câu hỏi cái theo cái dạng đây là thầy đoán thôi mà chắc là cũng sẽ gặp thôi. Đó, ví dụ như là hay so sánh cái thiết kế cơ sở với thiết kế kỹ thuật thì không thể có cái kiểu là các bạn viết theo cái tinh thần, theo cái kiểu là các bạn viết lập lại hay là liệt kê lại các cái đầu mục, các cái đầu dòng như thế này được, đúng không? Mà các bạn phải so sánh, ví dụ như là đã là so sánh ấy, thì các bạn lưu ý cho thầy là câu hỏi tự lập trực tuyến theo tinh thần là để cho anh em tư duy ấy, đặc biệt liên quan đến những câu hỏi liên quan đến phân biệt này, liên quan đến so sánh này, thì tốt nhất là các bạn nên lập bảng hoặc là tạo thành các cái cột so sánh các cái đối tượng đấy với nhau. Ví dụ người ta yêu cầu là so sánh hay là phân biệt giữa thiết kế cơ sở với thiết kế kỹ thuật thì các bạn chia thành hai cột, một bên là thiết kế cơ sở, một bên là thiết kế kỹ thuật. Thế thì tương ứng các bạn sẽ so sánh theo từng chỉ tiêu một, đúng không? Ví dụ như là theo chỉ tiêu về mặt nội dung thì thiết kế cơ sở làm những cái gì, chỉ tiêu về mặt nội dung thiết kế kỹ thuật làm những cái gì, đúng không? Thế rồi chỉ tiêu về phạm vi của dự án mà cần thiết kế cơ sở và phạm vi của dự án cần thiết kế kỹ thuật thì sự khác nhau của nó là cái gì, giống với khác nhau của nó là cái gì. Các bạn lập bảng, lập cột và so sánh theo từng tiêu chí một đấy, thì kiểu nó là như vậy. Đó là chắc chắn là với những cái câu hỏi về liên quan đến tự luận trực tuyến này thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp cái dạng câu hỏi liên quan đến gọi là so sánh, phân biệt. Thì với những cái dạng câu hỏi như vậy ấy, thì các bạn nên là chia bảng, lập cột để so sánh các cái đối tượng đấy với nhau và phải có các tiêu chí so sánh. Đấy thì nó là cách làm là như vậy. Thế có thể là tùy vào cái mức độ nhận thức, tùy vào mức độ tư duy của mỗi bạn thì các bạn sẽ có những cái so sánh chi tiết hoặc là nông sâu khác nhau. Nhưng khi mà các bạn đã thể hiện theo cái hình thức là so sánh dưới dạng cột bảng để có các tiêu chí rõ ràng như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ được các thầy cô chấm bài
đánh giá cao hơn với cái việc là bạn ngồi chép lại rồi liệt kê lại. Không? Các bạn đừng ham chép nhiều. Không? Khi mà đã câu hỏi từ luận tư duy như thế, các bạn có chép rất nhiều nhưng mà nó không rõ ý và nó không có nội dung ấy. Thì ví dụ câu ấy đáng được 2 điểm không? Các thầy các cô gọi là ưu ái lắm thì may ra các thầy cô cũng chỉ cho được 0.5. Đúng không? Vì là đã cho giờ tài liệu rồi thì cái việc mà các bạn chép lại tài liệu mà không thể hiện được ý hiểu thì rõ ràng là các thầy các cô được quyền đánh giá nội dung rồi, đúng không? Vì là thể hiện các bạn không hiểu, các bạn không biết cách để mà so sánh phân biệt. Thế nên do đó các bạn cố gắng chú ý, đừng ham chép nhiều, càng chép nhiều càng điểm thấp đấy. Chép nó gọi là cho đề để không phải chép, cho đề để mà tư duy mà lại còn chép lại nguyên vẹn nguyên văn giống như trong giáo trình ấy. Giống như trong bài giảng thì rõ ràng là chắc chắn là không được đánh giá cao rồi, đúng không? Nên do đó là các bạn chú ý một chút. Thế nên là lo ngáo treo rất nhiều, chép đến mấy tờ giấy ấy, scan mỏi cả tay đi, nhưng mà cùng điểm vẫn rất thấp, không, thậm chí còn không qua nữa. Thế đấy không phải đe dọa đâu, mà đấy là tiêu chí mà hôm các thầy các cô họp bộ môn cũng đã thống nhất với nhau như vậy rồi. Trên tinh thần đó là các bạn đề bài và các bạn làm bài theo tinh thần là tổng hợp từ những nội dung các bạn đã có để các bạn phân tích, chứ còn chép lại là vẫn cho điểm nhưng mà tuy nhiên điểm ở mức tối thiểu đó. Thì đó là về cái tất nhiên là chép cũng phải đúng, chứ không phải là chép theo cái kiểu là chép cho nó lấy được cho có chữ thì đương nhiên là lúc đấy không có điểm rồi. Còn ví dụ như thầy lấy ví dụ như cái câu hỏi như vừa rồi ấy, so sánh cơ sở thiết kế cơ sở với thiết kế kỹ thuật, mà bây giờ các bạn lại chép theo tinh thần đó là các bạn chép hết thiết kế cơ sở như thế nào, sau đấy phần ở dưới chép hết kỹ thuật, thì câu đấy đáng 2 điểm thì các bạn chỉ được nửa điểm, kiểu là như vậy đấy nhá. Thế thì đó là về đang nói tiếp nó đấy, thì đó là về cái các bước thiết kế bạn lưu ý cho thầy như vậy. Thế rồi người ta cũng có thể hỏi theo cái tinh thần kiểu như là phân biệt thiết kế bản vẽ thi công với thiết kế biện pháp thi công, đúng không? Phân biệt thiết kế biện pháp thi công với thiết kế tổ chức thi công, đúng không? Phân biệt thiết kế bản vẽ thi công với thiết kế tổ chức thi công. Đấy. Nên tất cả những cái nội dung thiết kế bản vẽ thi công này, thiết kế tổ chức thi công này, thiết kế biện pháp thi công này, tất cả những cái đấy thì các lớp khác thầy không biết, nhưng mà lớp mình thì thầy lúc thầy dạy cái phần này thì cũng đã nói với các bạn rồi. Trong bài giảng, trong giáo trình các thầy cô cũng đã có ghi chú phần đấy rồi, thì các bạn đọc lại để mà hiểu được về mặt nội dung, đúng không? Phân biệt được cái nội dung đấy. Thiết kế tổ chức xây dựng này, đúng không? Thiết kế tổ chức thi công đấy, các bạn kiểm tra lại mấy cái nội dung đấy. Ok. Được chưa? Thế thì hay là ví dụ người ta có thể hỏi theo cái tinh thần kiểu như là những cái căn cứ nào, đúng không? Những cái phương, những cái căn cứ nào không phải là chỉ nêu mỗi căn cứ mà hay nêu và phân tích, giải thích các cái căn cứ để lập thiết kế tổ chức thi công, không? Hay là hay giải thích hay nêu các căn cứ để lập cái phương án tổ chức thi công. Đấy. Thì các bạn phải dựa vào đây các cái căn cứ mà thầy đã liệt kê với các bạn, đúng không? Ví dụ tương ứng với từng cái nhiệm vụ này, không? Thì các bạn xem là tương ứng với từng nhiệm vụ này thì cần phải dựa vào căn cứ gì, ví dụ dựa vào hồ sơ thiết kế, dựa vào nhiệm vụ thiết kế, đấy, dựa vào các cái nội dung mà chúng ta đã có ở đây để chúng ta lập tiến độ. Thế thì khi mà dựa vào từng nội dung như thế này thì mức độ dựa vào đấy để sản phẩm của cái việc thiết kế tổ chức thi công nó là cái gì, tương ứng với từng cái nội dung, từng cái căn cứ mà chúng ta dựa vào đây, thì nó mới là cái cách thức mà chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta chỉ liệt kê lại cái nội dung này đâu. Mà ví dụ như dựa vào cái tiến độ này, căn cứ là chúng ta dựa vào tiến độ thi công này thì để được cái nội dung gì liên quan đến cái tổ chức thi công của chúng ta, không thì dựa vào cái nội dung gì để mà chúng ta lập được tổng mặt bằng, kiểu đó như vậy. Đấy, hay là ví dụ như là hay trình bày, đúng không, các cái đặc điểm của dự án xây dựng, và những cái đặc điểm đấy thì phân biệt nó với sản xuất công nghiệp như thế nào, sản xuất công nghiệp nói chung như thế nào, kiểu là như thế. Các cái câu hỏi nó dạng kiểu như vậy, chứ còn mà người ta không chỉ hỏi đơn thuần theo cái kiểu là
báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì, rồi vòng đời dự án thì gồm có mấy bước, kiểu kiểu như thế. Mấy cái đấy thì nó quá rõ ở trong giáo trình rồi, quá rõ trong trong bài giảng rồi, các bạn chỉ việc chép lại là xong. Nhưng mà có thể là hỏi theo tinh thần các câu hỏi giống như thầy vừa phân tích với các bạn đấy. Thế còn nội dung thứ hai đó là liên quan đến lập tiến độ sản xuất xây dựng, thì cái này chủ yếu là người ta sẽ hỏi về, người ta sẽ không hỏi đề thi chắc chắn là sẽ không hỏi theo cái tinh thần kiểu như là tiến độ xây dựng là gì, thế rồi là nguyên tắc lập tiến độ là gì, đúng không? Hay là có những nội dung nào của tiến độ. Tất nhiên là người ta sẽ không bao giờ người ta hỏi theo kiểu như vậy, vì cái đấy là cái mà các bạn, tất cả những nội dung đấy là các bạn đều có ở trong giáo trình bài giảng rồi, các bạn chỉ việc chép lại là xong. Đương nhiên là không bao giờ người ta hỏi một cách kiểu như là quá là rõ ràng để cho các bạn chép như thế được, mà có thể người ta sẽ hỏi theo những cái tinh thần nội dung mà chúng ta đã được học, đúng không? Ví dụ như là thay vì người ta hỏi rõ luôn là mục đích của lập tiến độ xây dựng là gì, thì cái này thầy trò mình đã nói rồi, đúng không? Thì mục đích lập là gì rồi, thì người ta có thể hỏi như kiểu như là hãy là lập tiến độ thi công để làm gì, tức là người ta biến tấu nó đi, lập tiến độ thi công để làm gì. Thì để trả lời cho những câu hỏi đấy ấy, thì các bạn không nên viết theo cái tinh thần kiểu như là chỉ giải thích mỗi một câu đó, lập tiến độ thi công là để giúp cho chúng ta quản lý thời gian thi công hay quản lý nhân lực hay là quản lý tài nguyên thi công, mà các bạn phải phân tích về những yếu tố nội dung liên quan đến tiến độ, và do đó là gì, chúng ta cần phải có một cái kế hoạch để quản lý những cái nội dung đấy. Thế thì chúng ta cần phải lập tiến độ, và cái tiến độ đấy nó là một cái kế hoạch lịch có các nội dung liên quan đến thời gian thi công này, liên quan đến tài nguyên phục vụ này, đúng không? Rồi thể hiện được mối quan hệ về mặt công nghệ, mối quan hệ về mặt không gian, thời gian thực hiện này. Đấy, các bạn thể hiện cái sự hiểu và tổng hợp những nội dung kiến thức này, đúng không? Đấy, ví dụ như có thể hỏi kiểu như là tại sao phải lập tiến độ thi công này, đúng không? Nội dung của tiến độ thi công là gì này, đúng không? Trình bày giải thích các căn cứ để lập tiến độ thi công này. Thế thì căn cứ ở đây chúng ta phải dựa vào hồ sơ thiết kế, dựa vào quy trình quy phạm kỹ thuật thi công này, dựa vào định mức xây dựng này, dựa vào cái thời hạn thi công dự kiến này, dựa vào cái điều kiện năng lực vốn có của cái nhà thầu thi công này, này, đúng không? Để chúng ta biên chế thổ đội, biên chế máy móc cho từng ca máy, cho từng ngày công, đúng không? Đấy thì nó là về cái cách thức, tức là đấy là một số những cái ví dụ mà thầy nêu thôi, chứ còn bây giờ mà bảo thầy gọi là ôn tập cho các bạn là hỏi câu hỏi như thế nào rồi làm như thế nào thì rất là khó. Cái đấy là thầy chỉ gọi là cùng nhau xem lại rồi gợi ý cho bạn một số những vấn đề có thể gặp phải thôi, đúng không? Hay là ví dụ như là các bạn được học về cái nội dung là các cái phương pháp, đúng không, hay là các cái hình thức thể hiện tiến độ xây dựng, thì chúng ta có là sơ đồ ngang, sơ đồ xiên, sơ đồ mạng, đúng không? Thì người ta không hỏi theo cái tinh thần, theo cái kiểu là hãy kể tên hay là liệt kê các cái phương pháp thể hiện tiến độ, đúng không? Thể hiện tiến độ bằng các cái sơ đồ nào. Đương nhiên là người ta không thể hỏi những câu kiểu như thế, mà người ta sẽ hỏi các bạn đó là so sánh và phân biệt hình thức thể hiện tiến độ bằng sơ đồ ngang với hình thức thể hiện tiến độ bằng sơ đồ xiên, đúng không? Hay là phân tích ưu nhược điểm của ba cái phương pháp thể hiện tiến độ là sơ đồ mạng, sơ đồ ngang, sơ đồ xiên, phân tích ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của các biện pháp đó. Kiểu kiểu là người ta sẽ hỏi kiểu như vậy. Nên đương nhiên là người ta không thể hỏi các bạn theo tinh thần là liệt kê các cái phương pháp được. Thế rồi là hay là ví dụ như là chúng ta có là các cái bước lập tiến độ này, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên người ta không hỏi là theo cái tinh thần là trình bày lại nội dung của các bước lập tiến độ. Vì cái này là bài giảng và giáo trình có sẵn rồi, các bạn chỉ việc copy lại thôi, chép lại thôi, thì đương nhiên là người ta không hỏi. Mà người ta có thể chỉ hỏi là ví dụ như là các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của trong quá trình lập tiến độ là gì, đúng không? Và kiểm tra các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đấy như thế nào, đúng không? Tiêu chí gì để kết luận rằng là nó đạt cái chỉ tiêu đề ra. Đấy, người ta có thể hỏi các bạn kiểu kiểu như vậy. Hay là ví dụ như là à,
tối ưu tiến độ là gì, đúng không? Tối ưu tiến độ là gì này, đúng không? Anh trình bày giải thích một số các cái phương pháp giúp điều chỉnh và tối ưu tiến độ. Đấy. Tức là người ta có thể hỏi các bạn kiểu kiểu như vậy. Chứ đương nhiên là người ta không thể hỏi theo cái tinh thần là lập tiến độ thì gồm có mấy bước và thứ tự nội dung thực hiện của các cái bước đấy là gì. Đương nhiên là không bao giờ người ta hỏi kiểu như đấy. Ví dụ thì thầy lấy ví dụ như cái câu hỏi kiểu là khi nào mà chúng ta cần điều chỉnh tiến độ thi công này, rồi các cái phương pháp giúp chúng ta điều chỉnh và tối ưu tiến độ, thì lúc này các bạn phải chỉ ra được là vì chúng ta lập tiến độ ban đầu nhưng nó không đạt các cái tiêu chí đề ra, thì lúc đấy chúng ta cần phải điều chỉnh và tối ưu tiến độ. Thế rồi là trong quá trình mà thi công chúng ta phát hiện ra những cái sai lệch giữa tiến độ thực tế với tiến độ mà chúng ta đã lập ban đầu đấy, thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh. Thế rồi là trong quá trình mà chúng ta lập cái tiến độ ban đầu đấy mà các cái chỉ tiêu cho dù đạt tiêu chí đề ra rồi nhưng mà chưa đạt những cái tiêu chí tối ưu và chưa hiệu quả cao, thì trong quá trình chúng ta tinh chỉnh đấy thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh và tối ưu hóa tiến độ. Thế thì đó là về giải thích về cái lý do mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Thế rồi là người ta hỏi là theo cái tinh thần là giải thích các cái phương pháp hay là nêu các cái phương pháp điều chỉnh tiến độ, thì đương nhiên là các bạn không thể để liệt kê lại mấy cái nội dung theo cái kiểu là các bạn đừng nhầm lẫn sang là các biện pháp để kiểm soát tiến độ hay là kiểm tra đột xuất tiến độ, mà lúc này là gì, các bạn phải giải thích được từ cái ý hiểu của các bạn đó là gì. Để điều chỉnh tiến độ thi công ấy, các bạn đã làm đồ án tổ chức rồi đúng không, các bạn cũng biết là ví dụ các bạn lập cái tiến độ ra ấy, sau đấy thì các bạn còn phải kiểm tra lại cái tiến độ của các bạn đấy, của các bạn đúng không, sau đấy thì các bạn phải so sánh rồi các bạn xem là các bạn sắp xếp công việc nó hợp lý hay chưa, thế rồi biểu đồ nhân lực nó hợp lý hay chưa. Thế thì bây giờ khi mà làm bài thi nếu liên quan đến câu hỏi đấy thì các bạn có thể là gì, trả lời nó tổng quát nó lên, ví dụ như là gì, các bạn có thể là gì, nêu một số các ý để giải thích cho các cái phương pháp điều chỉnh tiến độ. Ví dụ là gì, đó là chúng ta kiểm tra lại xem là tổ chức sắp xếp thứ tự thực hiện các công việc đã tuân thủ theo quy trình thi công hay chưa, rồi các cái giai đoạn thi công có đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật hay không, hay là đã vượt quá cái yêu cầu về mặt kỹ thuật đúng không, hay là chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Đó là gọi là kiểm tra về mặt tổ chức sắp xếp các công việc đã hợp lý hay chưa. Thế rồi là điều chỉnh các cái thông số về tổ chức thi công, ví dụ như tăng giảm nhân lực để cho cái biểu đồ nhân lực nó không nhô cao dài hạn, rồi không trúng nhô cao ngắn hạn, không trúng sâu dài hạn đúng không. Thế rồi là giúp kiểm soát được cái sự tăng giảm phát triển của biểu đồ nhân lực nó phù hợp để có thể cung cấp các cái chỉ số về hệ số điều hòa, hệ số ổn định đáp ứng các cái tiêu chí đề ra. Thế rồi là khi mà cần điều chỉnh ấy, thì điều chỉnh trực tiếp vào việc thay đổi các cái loại máy sử dụng, đúng không? Chọn biện pháp thi công khác, rồi sử dụng các cái biện pháp giúp nâng cao tính chất vật liệu, ví dụ như sử dụng phụ gia, các biện pháp khác. Lúc đấy thầy chỉ lấy ví dụ thôi, đúng không? Còn tất nhiên lúc đấy tùy ý hiểu của anh em viết thêm. Thế rồi là điều chỉnh thay đổi công nghệ sản xuất, thế rồi là tăng giảm nhân công đối với những cái công việc mà có thể tác động được bằng biện pháp tăng giảm nhân công. Đấy, kiểu là như vậy. Thế rồi là hay là ví dụ người ta cũng có thể hỏi các bạn theo cái tinh thần đó là cái mục đích của cái việc mà các bạn kiểm tra tiến độ là gì, đúng không? Giải thích về các cái phương pháp để kiểm tra tiến độ. Với những câu hỏi kiểu như thế thì các bạn có thể là xem cái phần mà chúng ta kiểm tra tiến độ ở đây này, đúng không? Ví dụ như là các cái phương pháp kiểm tra tiến độ, thì đương nhiên là người ta không thể hỏi lại theo cái tinh thần theo cái kiểu là hãy nêu các cái phương pháp kiểm tra tiến độ. Lúc đấy các bạn liệt kê ra là phương pháp tích phân, rồi phương pháp được phần trăm, rồi phương pháp biểu đồ nhật ký được, mà lúc này người ta sẽ hỏi theo cái tinh thần là so sánh, đúng không? So sánh ưu nhược điểm, thế rồi phạm vi áp dụng của các cái phương pháp kiểm tra tiến độ. Thế nếu mà kiểm tra tiến độ đột xuất thì theo anh chị thì là nên kiểm tra theo phương pháp nào, đúng không? Nên sử dụng phương pháp nào để kiểm tra đột xuất tiến độ. Tức là người ta sẽ hỏi cái kiểu như thế, chúng ta phải tư duy một chút. Vậy thì trong ba cái phương pháp này thì để kiểm tra tiến độ đột xuất chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào thì nó sẽ là hiệu quả nhất, thì giải thích lý do vì sao chúng ta lại đề xuất cái phương pháp đấy. Thì nó là cái câu hỏi nó dạng kiểu như vậy. Thì đương nhiên là người ta không bao giờ người ta hỏi theo cái tinh thần là hãy nêu lại các cái phương pháp để kiểm tra tiến độ,
để cho các bạn chỉ việc liệt kê lại ba cái phương pháp này, và người ta sẽ có thì lúc gọi là vào đầu thì có thể người ta sẽ hỏi là nêu ngắn gọn ba phương pháp, nêu ngắn gọn các phương pháp kiểm tra tiến độ. Thế sau đấy sẽ có câu là theo kiểu như là so sánh ưu nhược điểm của ba phương pháp đó và phạm vi áp dụng. Sau đấy nữa thì người ta sẽ hỏi tiếp là theo anh chị thì là cái phương pháp nào là phương pháp mà sẽ là hiệu quả nhất để giúp kiểm tra đột xuất tiến độ, kiểu là như thế. Đấy. Dạng câu hỏi kiểu như vậy. Thế rồi là các cái biện pháp vẫn liên quan đến cái điều chỉnh tiến độ này. Thế rồi là người ta có thể hỏi như là hãy nêu các cái phương pháp để điều chỉnh biểu đồ nhân lực. Thay vì người ta hỏi cái câu là điều chỉnh tiến độ thì người ta lại hỏi vào một cái phần nhỏ hơn trong cái tiến độ đấy, ví dụ như là các cái phương pháp để điều chỉnh biểu đồ nhân lực. Thế thì về cơ bản biểu đồ nhân lực nó là một cái loại tài nguyên, đúng không? Mà nó là sản phẩm của tiến độ. Mà do đó là gì? Hỏi điều chỉnh biểu đồ nhân lực thì chắc chắn là phải điều chỉnh tiến độ rồi. Nhưng thay vì người ta hỏi là điều chỉnh tiến độ thì người ta lại hỏi vào điều chỉnh nhân lực, nhưng về cơ bản bản chất thì nó gần giống nhau. Các bạn muốn điều chỉnh được nhân lực thì rõ ràng các bạn phải điều chỉnh tiến độ rồi. Các bạn có thể điều chỉnh về mặt thời gian, có thể điều chỉnh về biên chế tổ đội, đúng không? Tăng giảm gián đoạn hoặc là thay đổi số ca máy, nhưng về cơ bản tất cả những cái nội dung đấy nó đều là điều chỉnh tiến độ. Nhưng mà thay vì người ta hỏi trực tiếp vào là điều chỉnh tiến độ để cho các bạn chép thì người ta lại hỏi là điều chỉnh biểu đồ nhân lực thì điều chỉnh như thế nào. Đấy, về cơ bản thì bản chất nó vẫn giống nhau, nhưng tuy nhiên thì nó khiến các bạn tư duy lên một chút, đúng không? Thế rồi là điều kiện áp dụng của các cái biện pháp điều chỉnh đó là gì. Ví dụ như là với những công tác mà thi công bằng máy, đúng không? Thì đương nhiên là chúng ta có điều chỉnh thay đổi về nhân công, biên chế tổ đội thì nó không có tác động nhiều lắm đến cái đến cái thời gian thi công, và nó không ảnh hưởng gì đến cái biểu đồ nhân lực của chúng ta. Đấy, do đó thì các bạn lưu ý cho, ví dụ có một số các cách để điều chỉnh biểu đồ nhân lực là ví dụ như là chúng ta thay đổi cái thời điểm bắt đầu kết thúc của công việc này, đúng không? Rồi thời gian thực hiện nội bộ của cái công việc đấy này, rồi cái thời hạn thi công công trình, đúng không? Cái điều kiện về an toàn, điều kiện về mặt bằng thi công, đúng không? Thế rồi là các cái điều kiện về tổ chức sắp xếp công việc theo trình tự, có đáp ứng được theo quy trình thi công hay không, đúng không? Rồi các cái điều kiện về an toàn lao động, mặt bằng như các thầy vừa nói đấy, đúng không? Cái việc thay đổi về biên chế tổ đội có vượt quá giới hạn cho phép hay là vượt quá cái giới hạn tối thiểu cho phép hay không, đúng không? Thế rồi các cái điều kiện đảm bảo đúng chuyên môn, vị trí công tác, tuyến công tác, đúng không? Năng suất lao động của từng cái dây chuyền đó. Thì nó là về một số những câu hỏi mà các bạn, hay là một số các vấn đề các bạn có thể gặp phải, đúng không? Hay là ví dụ như là các bạn có cái bước kiểu như là, hay ví dụ như trong cái sơ đồ đây, các bạn có cái bước gọi là lập danh mục công việc. Thế thì người ta, thay vì người ta sẽ hỏi là nội dung lập danh mục công việc là gì, hay là lập danh mục công việc lập như thế nào, thì người ta có thể hỏi theo kiểu như là nguyên tắc lập danh mục. Thế rồi là giải thích các nguyên tắc đó và cho ví dụ. Đấy, kiểu là như thế. Hay là ở đây ví dụ như ở cái bước 12 là lập biểu đồ tiêu thụ tài nguyên. Thế thì người ta chỉ hỏi chung chung thôi, đó là tại sao lại cần phải lập cái biểu đồ tiêu thụ tài nguyên, đúng không? Thay vì người ta hỏi là lập biểu đồ nhân lực như thế nào, đúng không? Cách lập biểu đồ nhân lực thì người ta hỏi đó là tại sao lại cần lập biểu đồ tiêu thụ tài nguyên, đúng không? Thì về cơ bản nó chính là mục đích. Để trả lời câu hỏi đấy thì về cơ bản nó cũng chính là trùng với cái nội dung là mục đích của việc lập biểu đồ tài nguyên, nhưng mà người ta hỏi đi dưới dạng khác đi, dùng cái từ ngữ khác đi. Thế thì rồi sau đấy thì sau cái câu hỏi đấy thì có thể người ta sẽ yêu cầu các bạn là hãy lấy ví dụ và lập biểu đồ tiêu thụ một cái loại tài nguyên và đánh giá cái biểu đồ tiêu thụ tài nguyên mà các anh các chị vừa lập đấy, xem là nó có đáp ứng yêu cầu hay không, đúng không? Có đáp ứng các chỉ tiêu hay không, và sử dụng các chỉ tiêu gì để đánh giá cái nội dung đấy, nội dung chỉ tiêu để đánh giá cái chất lượng của biểu đồ tiêu thụ tài nguyên đó, kiểu kiểu là như vậy. Thế thì ví dụ như
như để trả lời cho câu hỏi đấy thì các bạn phải xuất phát từ cái việc là lập biểu đồ tiêu thụ tài nguyên để làm gì? Các bạn làm đồ án tổ chức rồi đúng không? Tại sao các bạn lại phải lập biểu đồ tiêu thụ tài nguyên? Lập biểu đồ tiêu thụ tài nguyên đấy thì ví dụ như các bạn có thể lấy ví dụ luôn là với cái biểu đồ nhân lực thì các bạn sử dụng biểu đồ nhân lực cho những cái bước tiếp theo để làm gì, đúng không? Rồi cho nội bộ của cái việc là lập tiến độ đấy để đánh giá cái tiến độ đấy có phù hợp hay không, đúng không? Rồi sử dụng cái biểu đồ nhân lực đấy cho những cái bước tiếp theo làm gì thì các bạn trình bày lại, đúng không? Thế rồi là cách vẽ một biểu đồ tiêu thụ tài nguyên thì các bạn nêu sơ bộ về cái nội dung mà các bạn đã từng làm ở trong cái việc lập biểu đồ nhân lực trong cái đồ án tổ chức các bạn đã làm, các bạn vẽ cái biểu đồ nhân lực đấy như thế nào thì các bạn có thể trình bày lại, đúng không? Theo cái tinh thần nó là lập biểu đồ nhân lực theo các bước như thế nào, có những cái trục gì, nội dung của từng trục là như thế nào, cách thức lấy tỷ lệ, rồi cách xác định các cái tung độ trên biểu đồ tiêu thụ tài nguyên đấy như thế nào, đúng không? Sau khi mà có được các cái tung độ đấy rồi thì xác định cái chỉ tiêu của cái biểu đồ tài nguyên đấy như thế nào, đúng không? Và các cái giá trị của các cái chỉ số đấy trong cái khoảng giá trị như thế nào thì là phù hợp. Đấy, kiểu nó là như thế. Nó là cái phần đầu tiên liên quan đến các khái niệm về tổ chức xây dựng và tiến độ. Thì nói chung là bây giờ thì gọi là để ôn tập thì nói chung thầy cũng chỉ nói lại được với các bạn một số những cái nội dung kiểu như thế thôi. Cái thầy thứ nhất thầy cũng không có đề trong tay, thứ hai nên là thầy cũng không phải là người làm đề nên là thầy cũng không nắm được, nhưng mà về cơ bản thì tinh thần thì chắc chỉ quanh quẩn hỏi mấy cái nội dung kiểu như thế thôi. Thì các bạn chú ý một chút. Thì nhà các anh em nghỉ để lao vài phút nhé. Alo. Dạ vâng.